bạn xem tiếp trận đấu thứ hai, trận chung kết giải 44 Long An mở rộng điểm một điều. Đây là trận thứ hai nha các bạn. Trận đầu tiên bên team Trung Trực thắng, thủ thì thôi khỏi nói. Bốn ngoài, điểm 2-1 nghiêng về team Khánh Hòa. Điểm 2 điều. Điểm 3-2. Điểm 3-2. Điểm 3 đều. Điểm 3 đều. Điểm 4 3. Bóng lọt trắng. Điểm 4 3 nghiêng về team Khánh Hòa. Điểm 4 đều. Pha kết thúc quá đẹp của Sang Việt Thứ, điểm 5-4. Năm đều. Thầy nghe dũng nước luôn quá. Điểm 5 đều. Điểm 6 5. 6 5. Điểm 6 đều. Điểm 7-6. Điểm 7 đều. Điểm 7 đều. Điểm 8 7.
Điểm 87. Quá đẹp, điểm 97. Điểm 89. Điểm 18. Điểm 90. Điểm 12-9. Phi ghép vừa gãy hai trái bánh một liền luôn các bạn ơi. 13-9. Mười bốn chín. Đang mất ba bốn cho đi có bộ quá các bạn ơi. Kỳ cục thiệt. 14 chín. Mười 14. Kết thúc set đấu thứ hai, Thạch Đen thắng 15-10 các bạn. Mời các bạn xem tiếp trận chung kết set 3.